Hello mọi người, ngày hôm nay thì IFF sẽ làm clip đi thăm ba ngoại mọi người. Ba ngoại của IFF cùng 100 tuổi rồi, nhưng mà ba ngoại của IFF cũng già rồi mọi người. Lúc IFF có nhỏ thì ba ngoại thì rất yêu quý IFF mọi người. Bây giờ thì mình sẽ thăm ba ngoại. IFF sẽ mua cho ba ngoại là bánh mì, vậy nước yến, sữa thôi, nhưng mà không có tiền nhiều. Mình sẽ thăm ba ngoại nha mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đi. Đoạn này tắt giọng nói. Sợ Dinh bán quyền nhạc đám cưới. Bây giờ thì IFF sẽ đóng cửa mọi người nhé. Hả? Đó mọi người, nhưng mà hôm nay IFF mua theo sữa và nước yến, bánh mì ít thôi mọi người. Nhưng mà không có tiền nhiều mọi người. Nếu mà mình có tiền nhiều thì mình mua nhiều. Tại vì có ít thì mình mua ít. Mình sẽ cho bà uống. Đây là ba ngoại của IFF thì hơn 100 tuổi rồi. Đây mọi người, mình mua theo đấy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đấy. Ở trong nhà chắc trẻ lắm mọi người. Ở trong nhà chắc trẻ lắm. Nó là ai là gì vậy bà? Biết cháu. Ba ngoại của IFF mọi người. Thì IFF vừa thăm ba ngoại thì mình mua theo cái nước ngọt với bánh mì với sữa, nhưng mà không có tiền nhiều mọi người, tại vì mình cũng tội nghiệp cho ba ngoại của IFF lắm mọi người. Đây là ba ngoại thật của IFF thì hơn 100 tuổi rồi, nhưng mà ba này thì không biết đi mọi người, ý là không biết đi á, thì đi thì không được, nó đi ý cả quân luôn mọi người, hồi lắm. Nhưng mà ba của mình thì mình phải cố gắng chăm sóc thôi. Nếu mà mình không chăm sóc thì mình phải tội nghiệp cho ba mọi người. Ba của IFF thì già rồi, 100 tuổi rồi. Nhưng mà IFF rất thương ba mọi người nhá. Lúc IFF còn nhỏ thì ba thì rất yêu quý IFF. Bây giờ thì IFF sẽ tâm sự cùng ba để ba có nhớ về tên của IFF không mọi người. Dạ, thơm không? Đây là ba của IFF thì nó thì già rồi mọi người, 100 tuổi thôi, nhưng mà ba thì không biết đi dọc nữa mọi người. Ba thì ở xung quanh trong nhà thôi, thì tắm nước thì không được luôn mọi người, ý là đi vệ sinh thì không được luôn, thì ý trong quân luôn thì rất là vui mọi người. Tại vì ba thì ở trong làng thì không ai bằng ba được mọi người, ý là ba thì 100 tuổi thôi. IFF thì không có tiền nhiều thì mình có ít thôi mọi người, ý là mình có ít thôi, mình có tiền ít thì mình mua cho ba, tại vì ba thì già rồi, mình sẽ tội nghiệp cho ba lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ tâm sự cùng ba để ba có nhớ tên về mình không mọi người. Bạn có biết tên IFF không? Quay cần đi, quay kẹp này. Bà có biết tên IFF không? Tên IFF có thơm. Bếp biết không? Biết hả? Bà có biết nói tiếng Việt không để mọi người biết? Biết không? Ba tâm sự đi, bà tâm sự camera đây để mọi người biết bà có biết nói tiếng Việt. In nhập chốt nè. Không biết hả? Đó mọi người, nhưng mà ba của IFF thì nó biết nói tiếng Việt thì sơ sơ thôi, nó nói là không biết nhiều vậy thôi, nhưng mà thì ba thì không biết nói nhiều mọi người. Bây giờ mình sẽ cho ba uống sữa thôi. Đây
Thì bé rất thương ba lắm bà, nhưng mà ba thì rất là lúc y bé còn nhỏ thì ba rất yêu quý mọi người. Bây giờ mình sẽ quay chị bé mình. Đây. Bây giờ mình sẽ cho ba uống thử nhá. Nhâm. Con nhận này. Đây nhá. Con chị đó. Đó. Ba của IPEP thì nó uống sữa giống như mới đẻ mọi người. Ý là lúc người ta mới đẻ con mọi người là nó quen uống sữa rồi. Nhâm. Như này thì mình phải thương ba cho mọi người. Ba thì mất tâm tổ rồi. Mình tội nghiệp cho ba lắm mọi người nhé. Mình không có nhiều. Mình không có được nhiều thì mình mua ít thôi mọi người. Đây mọi người. Bây giờ mình sẽ cho ba ăn bánh mì mọi người nha. Mà mới gì vậy? Hả? Mình ăn rồi. Đây đây. Bye. Ăn bánh. Già rồi không biết đi dạo nữa, cứ ở nhà thôi, xung quanh nhà thôi mọi người. Bạn ỉa trong quân thân mọi người. Bạn cười mọi người, tại vì mình nói là bạn ỉa trong quân thì nó cười mọi người, tại vì ba cũng biết nói tiếng Việt mọi người, nhưng mà nó biết sơ thôi, không biết nhiều mọi người. Đây ba ăn đi, năng lên không cầm ra này. Nhưng mà bà nói là không biết đi mọi người nhé. Thì bà nói là không biết đi, nó ở nhà xung quanh thôi. Tại vì ba thì già rồi, không biết đi mọi người. Đây mình có tiền ít thì mình mua ít thôi. Tiền đây là IPEP đi 2k của người ta mọi người. Đi làm khoát nó có tiền thì mình mua cho bánh bà. Mình không có tiền nhiều được mọi người. Nếu mà mình có tiền nhiều thì mình mua đồ ăn, mua bánh thì cho bà ăn nhiều để bà có sức khỏe mọi người. Đây là tiền của IPEP đi làm khoán 2k của người ta, có tiền thì mình mua cho bánh bà thôi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ cho ba uống sữa tiếp mọi người. Đây sữa đây. Bà ơi, ba uống đi. Đó mọi người, bà nói đây là rượu mọi người, đâu phải rượu đâu, đây là nước ngọt mà, nhưng mà ba cũng biết mọi người, tại vì ba chưa biết về nước đây mọi người. Uống đi, uống cho ba. Yummy. Đó. Như này thì cho ba có sức khỏe mọi người nhé. Đây là nước yến cho ba nhá. Đây ba có biết nước gì không? Thơm nhà này. Này yummy này. Đó. Mình cùng thăm ba ngoại thì cùng chia sẻ về ba ngoại. Ba ngoại của IPEP thì mình 100 tuổi rồi, nhưng mà già hết rồi mọi người. Ba ngoại của IPEP thì không biết đi dạo nữa, thì xung quanh trong nhà thôi. Đi thì không đi được, tắm nước thì không tắm được mọi người. Thì nó ía thì đi vệ sinh thì ía cả quân luôn, rất là vui mọi người. Đây bà của mình thì mình phải chịu thôi. Bà già rồi mình phải chịu thôi. Mình phải chăm sóc cho bà để bà có sức khỏe hơn mọi người. Thì IPEP cũng chúc bà mạnh khỏe, sớm đi dạo. Tiên đây là mình sẽ chào cho ba của IPEP mọi người. Ba ngoại của IPEP. Ba ngoại thì cũng già rồi, không biết đi dạo nữa, thì ở nhà thôi. Chơi thì xung quanh nhà thôi mọi người. Đây là tiền của IPEP đi làm 2k, đi làm khoán. Có tiền mình mua cho nước ngọt, bánh mì, sữa mọi người. Nếu mà IPEP có nhiều thì IPEP cùng mua cho bà nhiều mọi người. Tại vì mình có ít thì mình mua ít thôi. Tiền đây là mình đi 2k thôi. 2k có tiền thì mình sẽ trả tặng cho bà. Tại vì ba cũng già rồi, mình sẽ quay lại lưu lại kỷ niệm để sau này thì như thế nào thì mình xem lại mọi người nhé.
thì mình cũng tội nghiệp cho ba lắm mọi người, nhưng mà mình cũng có được nhiều, mình có ít thì mua ít, coi như là mua nhiều. Lúc ba thì IPF con nhỏ thì ba rất quý quý trọng IPF của mọi người, tại vì ba già rồi nhưng mà không biết về tên của IPF của mọi người. Nó nếu mà mình nói là pet thì nó biết, nhưng mà mình nói là con ai thì nó không biết đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ trả tiền cho ba để ba mua cái gì mọi người. Đây nhá, in nắp lên cái gì nữa nắp nó bình một lần. Dạ ạ. Cầm lên. Dạ, cho con nhằm đi. Đây. Đâu mọi người. Bà thì mình cũng rất tội nghiệp cho bà đó mọi người. Tại vì mình không có tiền nhiều được mọi người. Mình có ít thì mình cho ít, có nhiều thì cho nhiều. Đây là bà có ít phép thì... Đây tiền được bao nhiêu hả? Sao cái tôm này? Sao thủ? Đó. Bà của IPF cũng biết về tiền mọi người. Đây là tiền bao nhiêu thì nó mới biết mọi người. Tại vì ra rồi bà thì nó không điện đâu mọi người. Mình nói bất cứ cái gì thì bà cũng hiểu hết mọi người. Tại vì bà thì nó ra rồi mà tầm cầu rồi. Nó chuyên thì nó cũng hiểu thôi mọi người. Nó cũng nghe mọi người. Nếu mà người ta thì ra ra như này thì nó bị điện rồi mọi người, không nghe được. Bà thì nó nghe rồi. Đã tiên đây, ba làm gì bà? Bắt lại em bình gắt. Bắt lại mập lấy em bình gắt. Này nè mập lấy bắt lại em bình gắt. Để bên hả, để sữa hả, em nào bà? Mà tôi nhỉ? Đó mọi người, bà nói là IPF đưa tiền cho ba thì bà nói là lên xe của người ta thì về mọi người. Tại vì ba thì nó già rồi, nó suy nghĩ thì đi thăm bệnh bạn thôi, nó có tiền thì đi đi về mọi người. Đây ở đây nhà rồi, nó muốn đi về chỗ nào nữa mọi người mình không biết luôn. Đây là video mình chia sẻ thăm ba ngoại thôi, mình không có nhiều được mọi người. Mình có ít thì mình cho ít, có nhiều thì cho nhiều. Mình mua nước ngọt mua bánh thì cũng ít thôi. Đây mình cũng thăm ba ngoại rồi, ba ngoại cũng già rồi mọi người, cũng tội nghiệp bà lắm. Mình cùng sẽ xin phép chính thức ở đây. Đây là video thăm bà ngoại thôi. Nếu mà mình cũng thân video thì biết như cái kênh các chị ăn để phép vậy con lúc nào biết sao mới ngủ nha. Bye bye.